quang của ta là Thánh Gia Đức Kitô, nơi người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chiều nay chúng ta bước vào nghi thức Tam Nhật Vượt Qua. Hôm nay Chúa Giêsu cùng với các môn đệ dự tiệc bữa tiệc ly cuối cùng để bước vào cái cuộc vượt qua của Ngài. Chúng ta hiệp cùng với toàn thể giáo hội, với tất cả mọi người đang tham dự thánh lễ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cùng được đi với Đức Giêsu vào trong cái mầu nhiệm vượt qua này. Chúng ta chết đi con người cũ để chúng ta cũng được sống lại với Chúa trong cái ngày Chúa phục sinh. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những người thân yêu của chúng ta, người còn sống cũng như những người qua đời, và tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Xin Chúa thương tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng tham dự mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Đức Giêsu đã trôi cho hội thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại, làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay, chúng con đến tham dự yên tiệc cực thánh như lời Người truyền dạy. Xin Chúa cho tất cả chúng con đưa tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-xê và ông A-ra-ha-ron trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho một gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người ăn không hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất. Tùy theo số người, các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa qua mọi thế hệ. Các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là luật quy định cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Khi nâng chén chung tụng, ta đường dự phần vào máu Đức Kitô. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho.
cho. Ôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Khi nâng chén chúng cùng ta được dự phần vào máu Đức Kitô. Đối với Chúa thần là đáng giá cái chết của những ai chung hiếu với người. Vâng lời Chúa thần này là tôi tớ Ngài, con của nữ thi Ngài. Diệm sinh cho của con Ngài đã thao cởi. Khi nâng chén chúng cùng ta được dự phần vào máu Đức Kitô. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Tôi xin giữ trọn lời thần nguyện trương toàn thế dân người. Khi nâng chén chung cùng ta được dự phần vào máu Đức Kitô. Bài trích sách thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và cùng tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Đức Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô,
Ông liền thưa với người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giê-xu trả lời: Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phê-rô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giê-xu đáp: Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phê-rô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giê-xu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-xu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ vượt qua bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Và trong cái bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu đã làm ba điều rất là quan trọng ở trong cái thánh lễ này, trong cái bữa tiệc này. Giống như Chúa nói là Ngài đã yêu thương họ đến cùng và Ngài đã có những sáng kiến. Thánh Vinh Sơn, Ngài cũng nói tình yêu có sáng kiến đến vô tận. Khi yêu ai là yêu điều gì, chúng ta sẽ có những sáng kiến. Thì cái sáng kiến rất là vĩ đại mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, đó là Ngài muốn ở lại với chúng ta. Và Ngài muốn ở lại để tiếp tục yêu thương chúng ta bằng bí tích thánh thể. Và Ngài đã lập bí tích thánh thể và ban lại cho chúng ta cái điều răn rất là quan trọng, đó là điều răn yêu thương. Đương nhiên, hồi xưa đến giờ Chúa cũng dạy chúng ta yêu thương, nhưng mà cái điều răn Chúa Giêsu để lại cho chúng ta nó đặc biệt ở chỗ là yêu thương như Chúa đã yêu, là sẵn sàng hiến mạng sống cho người mình yêu. Và để tiếp tục ở lại với chúng ta, tiếp tục yêu thương chúng ta, Chúa đã ban cho chúng ta mình máu thánh Chúa để luôn luôn đồng hành với chúng ta, trở nên của ăn, của uống, nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Và để có thể tiếp tục làm điều đó thì Chúa đã lập bí tích truyền chức thánh, và linh mục là một sáng kiến Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục nối dài cái hình ảnh của Ngài trên trần gian, để qua con người linh mục Chúa Giêsu tiếp tục ban ơn cho chúng ta qua các bí tích, đặc biệt qua lời Chúa và qua bí tích thánh thể cũng như các bí tích khác. Thì Chúa Giêsu đã làm một cái việc rất là, con có thể nói là một cái điều rất là lạ lùng trong cái bữa tiệc ly này. Và trong cái bữa tiệc ly, Chúa để lại cho chúng ta bí tích thánh thể, bí tích truyền chức thánh và cái giới răn yêu thương như Chúa đã yêu. Và Chúa đã làm gương cho tất cả chúng ta, với Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài cũng tiếp tục làm giống như Ngài, tiếp tục cái sứ mệnh của Chúa để đem tình thương của Chúa cho người khác, cho nhân loại. Và ngày hôm nay trong cái bữa tiệc ly này, chúng ta hãy nhớ đến cái tình thương cao vời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng ta cũng luôn biết noi gương Chúa, yêu thương, khiêm nhường, phục vụ. Cũng như cầu cho tất cả các linh mục, cầu cho những người tiếp tục cái sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trần gian, đem tình thương, đem niềm vui, những ơn sủng của Chúa cho con người.
vì không có nghi thức rửa chân cho nên là chúng ta sẽ dâng lời nguyện. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta đến cùng và dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình thương của Người dành cho chúng ta và thiết tha dâng lời khẩn nguyện. Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh luôn biết phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn như vị mục tử Giêsu và biết lấy bí tích thánh thể làm trung tâm đời sống để các ngài kính múc tận nguồn sống cứu độ này mà làm cho cộng đoàn dân Chúa được sống dồi dào. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia hiệp nhất với nhau để đem hòa bình cho thế giới, biết xoa dịu những hận thù ghen ghét, kỳ thị quốc gia, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo trên thế giới, nhất là biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ tinh thần, vật chất cho các nước đang chịu đói khát, đau khổ, chết chóc do bệnh dịch corona gây ra. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy. Hãy cầm lấy mà uống, này là máu Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau khổ và mất niềm tin khi phải đối diện với bệnh dịch corona, được Chúa thương chữa lành trọn vẹn. Nhờ đó, họ tin vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể và siêng năng tham dự bí tích cực thánh này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói, Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ để mỗi người được hạnh phúc ấm êm và cộng đoàn được an vui trong tình yêu hiệp nhất. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện trong tâm thâm tâm chúng ta. Xin Chúa nhậm lời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã để lại cho chúng con bí tích tình yêu là mình và máu thánh Chúa. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín, để chúng con luôn là những sứ giả trung thành rao giảng tin mừng yêu thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có ơn sủng người, đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đây chứa chan nguồn vui. Ngài xin tha thiết thượng đế nguồn tình ân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên tha, yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con, đâu có tình yêu thương ở
đời. Đâu có lòng từ bi là nơi có ơn sủng người. Đâu có tình bạn ai thì Chúa chung lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa chan nguồn. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Với tay để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tin hữu chúng con cứ hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu Chúa của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời, mầu nhiệm thật giá, sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa. Và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng như đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thường tiên, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là tất cả chúng con và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ, chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này. Cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành, mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Cùng hiệp thông trong hội thánh, chúng con mừng họp mừng ngày cực thánh là ngày Đức Giêsu Kitô con. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con bị trao nộp vì chúng con, và chúng con kinh nhớ trước là Đức Maria vinh hiền trọn đời đồng trinh, thân bầu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse, ban Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tứ Đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andre, Thánh Vinh Sơn, các Thánh Tứ Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh, vì công trạng và lời cầu khẩn của các ngài, xin Cha thương phù hộ chúng con mọi nơi mọi lúc.
Vậy lạy Cha, đây là lễ vật của chúng con, là tôi tớ Cha, và cũng là lễ vật của toàn thể gia đình Cha nữa. Chúng con dâng lễ vật này để kinh nhớ ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã trôi lại cho các môn đệ mầu nhiệm mình và máu thánh người, để các môn đệ cử hành mà tưởng nhớ đến người. Cúi xin Cha vui lòng chấp nhận, xin an bài cho chúng con ở đời này được hưởng bình an của Cha, xin cứu chúng con khỏi án phạt đời đời, và thâu nhận chúng con vào số những người Cha tuyên chọn. Lạy Cha, xin thanh hoa và chấp nhận lễ vật này làm của lễ thiêng liêng, hoàn hảo và đẹp lòng Cha. Xin biên của lễ này thành mình và máu con rất yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Tối hôm trước ngày chịu khổ hình cho chúng con và muôn người được cứu độ là chính ngày hôm nay. Người cầm banh trong tay thánh thiện kha kinh, ngước mắt lên trời, hướng về Cha là Thiên Chúa và là Cha toàn năng của người, dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, rồi bè ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quy trọng này trong tay thanh thiện kha kinh cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật thanh thiện, lễ vật tinh tuyển, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thanh thiện và lễ vật tinh tuyển của Menkisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thanh con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn, thân nhân, ân nhân, bạn hữu chúng con đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sang lang và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hạ của Chúa, được thông phận với công đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo,
Thánh Gioan Tefano Mattia Barnaba, các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phần với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thanh hoa, ban sinh lực, giang phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta là bánh hằng sống, là
giáng xuống mới trời. Ta là bấy trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chiều nay chúng con đã được vô sức tại bàn tiệc của Đức Kitô. Mai ngày xin Chúa cùng đón nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và chúng ta cùng thinh lặng một chút trước thánh thể, chúng ta quỳ chầu Chúa một chút xíu. Lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh nâu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. Chúa, Cha Bà, con Chúa.
Oh.